Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh Thi Nguyễn. Trong lớp này em xin giới thiệu đến các bác dàn mini hàng bãi Nhật sử dụng nguồn điện 100V đến từ thương hiệu Kenwood. Em có đánh mã số và báo giá bán trên từng bộ dàn. Các bác ưng ý dàn nào thì liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại cũng như Zalo 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Đây là hàng nội địa Nhật chạy điện 100V. Nên nếu các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 220V hoặc là các bác có nhu cầu gắn thêm Bluetooth vào phía trong của Amply thì liên hệ thợ sẽ gắn luôn cho mình nha. Thì đương nhiên rồi, Bluetooth gắn trong nó sẽ bắt sóng xa hơn, chất lượng chuẩn hơn, chống nhiễu tốt hơn và nghe hay hơn so với Bluetooth gắn phía ngoài. Và bên em có bán đĩa CD, MD, nhãn chép nhạc theo yêu cầu. Chỉ cần các bác đưa tên ca sĩ, đưa tên bài hát là nhân viên của em sẽ chép theo đúng ý thích của mình vào đĩa CD cũng như là MD. Em có bán luôn cái remote học, chỉnh được bass treble, chỉnh được full chức năng trên dàn. Bass của lo là 12 cm, bass em đang chỉnh ở cộng 8 và treble chỉnh ở cộng 4. Chiều cao của lo là 25 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45 cm. Bộ dàn này nghe hay xuất sắc. Bầu trời xanh lơ. Công suất của Amply là 65W, công suất tương đối khá lớn, và công suất của loa là 60W trên cặp loa. Có hỗ trợ ngõ súp ao để kết nối súp điện rời tăng dãy âm trầm. Đây là ngõ ao ít kết nối điện thoại, TV, máy tính. Cắm anten vào đây để nghe radio AM/FM. Đây là bộ dàn có mã số 2. Dàn này full chức năng, gồm có CD, MD, ngõ ao, ít, tất cả đều hoạt động hoàn hảo. Tôi nó sinh ra nhằm chinh chiến mới quen nhau mà thương mến. Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về. Ngày tôi gặp nó nét đăm chiêu đêm nhập ngủ, thấy thương nhau nhiều quá. Bát em đang chỉnh ở cộng 8 và chép âm chương đang chỉnh ở cộng 2. Mình có luôn chế độ ít bát để nghe nhạc remix sôi động và lót nét để nghe nhạc vàng. Bát của lo là 10 cm, chiều cao của lo là 25 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45 cm. Đây là ngõ ao ít kết nối điện thoại, đây là ngõ súp ao để kết nối súp điện rời. Kenwood SH3 công suất Amply là 55W, công suất lo là 60W trên cặp lo. Tiếp theo, đây là bộ dàn có mã số 3. Độc đáo với thiết kế dạng đĩa nuốt như vậy, chỉ cần mình đút cái đĩa là nó nuốt vào nha. Dàn này full chức năng, gồm có CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. Có ngõ ao, ít kết nối điện thoại, TV, máy tính. Có ngõ optical, dùng giải mã DC24bit. Dàn này full tất cả các chức năng và có luôn optical giải mã. Và các bác có nhu cầu mua remote để mình chỉnh bass treble thì liên hệ em nha. Bây giờ em xin test chất lượng âm thanh của bộ dàn này cho các bác tham khảo. Trên dàn này có ngõ optical in dùng giải mã DC24bit trực tiếp trên Amply, không cần đĩa mồi. Đây là ngõ optical in nha. Đây là ngõ súp ao để kết nối súp điện rời tăng dãy âm trầm. Đây là ngõ ao ít. Công suất của Amply là 58W, công suất lo là 60W trên cặp lo. Trên dàn này mình có thể chỉnh được bass treble nên chất lượng âm thanh nghe rất là hay. Bass của lo là 10 cm, bass lõm lồng chảo, treble lõm cho tiếng treble rất là keng và bay. Hiện tại thì em đã chỉnh bass ở cộng 3 và treble là 0. Nếu mà các bác còn muốn nghe tiếng treble nó vang, nó bay, nó hay hơn nữa thì mình tăng treble lên theo nhu cầu.
xa nhau đã cách xa rồi, ta đã xa cách lâu rồi. Thì thôi em nhé, dù thương yêu hay đau cũng thế thôi. Ngày xưa mã số 5. Chức năng chính của dàn này là CD hoạt động ok. Phía sau dàn có ngõ ao ít kết nối điện thoại, TV, máy tính. Bass của lo là 10 cm. Trip đơn, chiều cao của lo là 25 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45 cm. Bass em đang chỉnh ở cộng 8 và trip em đang chỉnh ở cộng 4. Và ngoài ra trên dàn này mình có thể chỉnh được lót nét để nghe nhạc vàng và ít bass để nghe nhạc remix sôi động. Chép đơm nên tiếng chép rất là hay nha. Thì neo vào tim, mở rộng hay khép môi thắm trao duyên. Cuối xuân hè tới, nhưng chưa lần nối, lá thu rơi lại rơi. Đây là ngõ ao ít cái nói điện thoại, TV, máy tính.